nên là họ chọn những cái cơ quan như thế và họ viết lên những cái bài báo, xong rồi họ tạo ra những cái sự kiện như thế để chụp mũ. Thì em tin rằng cơ quan công an Việt Nam rất giỏi. Anh cũng từng ở trong công an, anh biết những cái vụ án lớn như thế này nha, nhỏ nhỏ mà ăn cắp gà chạy bỉ thì khó, nhưng mà những vụ án giết người hay là những vụ án mà lớn như thế này không làm sao mà qua mặt được cơ quan công an Việt Nam, ngồi trừ cơ quan công an Việt Nam rất giỏi ra con á, tai mắt của nhân dân Việt Nam rất là anh nghĩ đi, nếu như ngày đó em không chịu đựng được, em làm một cái chuyện gì manh động thì anh nghĩ muôn kiếp em có hận không? Thì em không ăn oán gì rồi thì cơ quan sao đặt hàng cho em cơ vậy? Cơ quan pháp luật đã vào cuộc, đã làm kịp thời và cũng đã minh oan được cho mình rồi, thì em là phải cảm ơn rằng là rửa được cái nỗi hàm oan cho em, và mong cơ quan pháp luật là trừng trị thích đáng những cái người mà tạo ra sự kiện hay là lập ra cái thuyết âm mưu đó, đó để em coi như là không biết phục vụ cho cái gì, phục vụ là ghét em về dây cá nhân hay là có cái mưu đồ gì đối với đất nước, hay là có cái việc gì để làm muốn cho đất nước này xáo trộn trong cái cộng đồng xã hội. Nên là thôi anh bây giờ em nói nè, bây giờ trước mặt tất cả quý vị là em ngu dốt thật, nhưng mà một cái đài như vậy trước khi lên sóng phải có bao nhiêu người Việt mà lên làm một cái bản tin giống như là quy chụp em là người có tội, rồi sau đó là nói em xúi dục fan, rồi em với lại thuê cả IT, em không hề biết cái gì hết, phải truy tố em, phải khởi tố em và sắp xếp là phải bắt nhốt em mới hả dạ, cho em nhục cái đã rồi tính sao. Rồi anh nghĩ đi, em đi tù em sống nổi không? Thôi hôm nay cũng rõ ràng hết rồi thì thôi em cũng rõ ràng là tại vì em có đủ phước, và rõ ràng là chính em gào em hét á thì các bác mới vô cuộc, có không thế như em âm thầm em chết đi rồi có ai tin rằng là em sống sao? Em hận cái mức nào? Thì nãy anh có nói rồi là trăm ngàn lần cảm ơn quý vị lãnh đạo, đặc biệt là quý vị lãnh đạo hận lắm quý vị ơi, quý vị lãnh đạo của Bộ Công an đã kịp thời vào cuộc để vinh quang cho một con người và cũng đem lại là cái sự công bằng cho xã hội và làm là nghiêm cái luật pháp của Việt Nam. Nên là thôi bây giờ vậy nè, em cảm ơn gì đã cảm ơn rồi. Bây giờ sẵn em nói luôn, anh biết con người em mạnh mẽ lắm, mà em bất đến nỗi mà em muốn, trời ơi, em không biết làm sao để mà em nói được cái tiếng nói của em, báo chí lên thẳng, một cái VTC lên quy chụp em luôn. Rồi chưa tính những cái âm mưu cái là bắt dơ bắt bẩn em nữa, không cần tới các cấp lãnh đạo cao mà chỉ bắt dơ em là đưa em đi tù rồi. Thì lúc đó anh nghĩ em hận cái mức nào, em sống như thế nào đây? Yên tâm, đất nước còn có luật pháp em, nước mình nói cho đâu phải. Mai là em kêu em gào, còn biết biết bao nhiêu người vô cuộc. Anh nghĩ là nó ác cái mức nào không? Nó vì sao mà nó ưu ái em đến như vậy? Ví dụ như là một số nhà báo là người ta hai mặt thôi, chứ đâu có phải là tất cả báo chí cũng biết bao nhiêu người tốt không? Rồi là có một số người xấu thôi, chứ đâu phải là ai cũng xấu. Nhưng mà em nói em trong cái cuộc chiến này những cái nhà báo lớn chứ không ai lên tiếng mình em, cũng một cái bài nhà báo cũng một cái đại tiếng nói mà dập em như vậy thì anh nghĩ là em thấy có sự công bằng nào đây không? Nói, ở đây là bà xã tôi muốn nói có một điều như thế này nè, các cơ quan báo chí truyền thông của chúng ta, khi cái sự kiện mà Võ Quang Yên chữa không được bệnh và là bao nhiêu là người dân lên tiếng rất là nhiều, bị lừa rồi kể cả người chết lên tiếng, nhưng mà thật sự là có một số, đặc biệt là các bạn YouTuber, rồi có một số báo như báo Pháp Luật của Việt Nam của Bộ Tư Pháp thì có đi là điều tra, hay là có báo Sài Gòn Giải Phóng là một cái loạt bài về loạn thần y, còn lại là đa phần là chúng ta tôi thấy là thường thường báo chí là các cái phóng sự điều tra là những cái vụ án mà nó lớn như thế đó, mà nó liên quan đến nhiều người cộng đồng thì thường thường đa phần là người ta đi điều tra và rất là năng nổ của các cơ quan báo chí. Nhưng mà nó buồn một cái điều là ít cơ quan tham gia, và đến khi là chờ là chỉ cần một cái sơ sót nhỏ gì của những cái người mà tiếng nói vì cộng đồng, đó là nỗi đau của em đó, đó là cái nỗi đau của em đó, là lên tiếng đập. Nên là nếu mà chúng ta mà cứ tiếp tục như thế này thì chúng ta triệt tiêu đó là nỗi đau của em đó, những người tốt ở trong nhân dân, để là một cái công cụ rất là quan trọng, và một cái tiếng nói chiến tranh nhân dân, mà một cái tiếng nói trong nhân dân
để góp cùng với đất nước một cái tiếng nói để đem lại cái sự thật và chống đi những cái tiêu cực ở ngoài xã hội. Thì mong rằng là các cơ quan báo chí thì thôi hiện nay lỡ chúng ta hai mặt là thôi chúng ta quay về một mặt đi. Có một mặt là vì cộng đồng, trong đó có gia đình chúng ta, trong đó có chúng ta, là chúng ta vì cộng đồng, tức là chúng ta yêu nước và chúng ta vì đất nước, để cho có một cái đất nước Việt Nam chúng ta phát triển. Và chắc chắn một điều là em không bao giờ bỏ cuộc, em thưa tới nơi tới chỗ hết. Thôi là hôm nay là nhân cái ngày báo chí thì cho tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý vị. Và sau này thôi em tiếp tục ca hát, còn anh mà không hát được thì... Không thì em nói bây giờ em với anh cũng có thể nói trước mặt cho quý vị biết, anh là một cái người bận rộn. Anh có khi nào anh thấy một mình em live stream mà em đòi tự tử không? Vì em quá ức. Tại sao em sống tốt lên như vậy? Em không làm một cái gì sai mà cố tình quy chụp để bắt nhốt em là sao? Mà tất cả những thằng đàn ông bẩn hiểu như vậy, anh nghĩ coi em có chịu đựng nổi không? Nếu như không có công an lên tiếng thì nó còn bao nhiêu ngày để nó hại em nữa. Là bẩn hiểu tới cái mức như vậy đó. Đặc biệt cái liên tác là phó tổng biên tập Đức Hiển, chắc tuổi là nhỏ hơn tôi, nhưng mà tôi thấy cậu này đó nhiều lúc anh muốn thay mặt luôn kể cả cơ quan hành pháp, tư pháp và lập pháp để lên để kết tội người khác trên cái báo VOV. Thì thôi cái chuyện của Đức Hiển là của một số người thì cứ để cho cơ quan pháp luật người ta không biết. Nhưng mà em nói em chỉ ước em ví dụ như phó tổng rồi còn tổng đâu rồi báo đâu, bao nhiêu người viết bài, đây là một cái đài tiếng nói chứ không phải là của một cái doanh nghiệp. Thì tại sao có thể mượn một cái nơi mà nhân dân tin cậy như vậy để chụp mũ em chứ? Thì thôi bây giờ vậy nè, em gửi cái niềm tin đó cho đất nước, cho các cơ quan. Nếu còn nghệ thế thì em làm cái gì nữa không? Thôi đừng nói đã gửi một cái lời thỉnh cầu mong rằng là có một cái sự là công bằng, công minh để đem lại một cái sự thật để cho là nó làm mạnh quá thêm trên các cái cơ quan truyền thông báo chí. Tại sao nhẫn tâm với người đàn bà như em vậy chứ? Còn người nào có âm mưu gì thì cũng không có che giấu. Thì rõ quá rồi. Thì thôi em cảm ơn vì cộng đồng, quý vị lãnh đạo, rồi cảm ơn báo chí. Báo chí nói chứ cũng nhiều người tốt lắm em, nhiều người cũng lên tiếng rất là tốt, không? Chứ không phải là ai cũng xấu hết đâu. Nếu mà xấu hết thì chắc là xã hội này loạn rồi. Bây giờ em nói nè, ở trong Sài Việt Nam này nè, có báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ, có báo nào lên tiếng mình giật em tiếng nào không? Không hề. Thanh Niên cũng có viết, báo Hoàng Yên, rồi báo Tuổi Trẻ cũng có viết, không? Thôi bây giờ mình không có nói cái đó, mà mình mong muốn là luật pháp đi cái công bằng và mong là làm cho nó rõ ràng để đem lại cái sự công bằng cho mình và cho. Nhưng mà nói anh nói anh phải để cho em nói hết. Thí dụ như mượn một cái tờ báo nào tầm thường em không nói. Đằng này mượn một tờ báo là của đảng, một đài tiếng nói nhân dân của đảng mà mượn đúng cái tờ báo để đi quất em thì phải nói là quá là cả gan luôn. Thì người ta khi mà người ta lập một cái thuyết âm mưu thì người ta chọn những cái người ta lợi dụng vào lúc trăng, có thể lợi dụng vào lúc trăng tối trăng sáng. Tại vì đây là cái giai đoạn mà là thay thế. Tại vì mãn nhiệm kỳ 5 năm thì không thì anh nói là nếu như một cái báo lá cải hay báo tàu lao nào thì anh nói còn một cái tờ báo cực kỳ là nguy hiểm. Anh nói anh xuống đó, anh nói nè. Bây giờ là trong cái thời kỳ giao thời giữa cái người mới và người cũ, không? Đó nên á là có khi người ta lợi dụng vào cái khe hở này để người ta đi bài. Làm sao mình biết được chuyện đó? Thì thôi cái chuyện đó tại sao mình không mong cầu cơ quan pháp luật đó, sẽ làm cho nó công minh để giúp cho là các cơ quan truyền thông báo chí. Và đây cũng là một cái bài học của anh nói rất là cầu thị. Nhưng nếu em không đủ phước thì giờ này em còn ngồi đây không anh? Là để cho là các cơ quan báo chí sau này tốt đẹp hơn, đừng để kẻ xấu nó lợi dụng vào các cơ quan truyền thông của nhà nước. Chắc chắn em sẽ gửi đơn ra tới cái mưu đồ riêng của mình. Còn cái gì em không vừa lòng thì thôi, thì mình cứ gửi đơn. Mình thấy cái chuyện ông Đức Hiển không hay là chỗ một số phóng viên của báo VOV thì gửi đơn thỉnh cầu đến cơ quan cao nhất. Hai bài báo kết hợp nhau, VTC và VOV, hai nhà đài kết hợp nhau, không phải một nhà đài nha. Ở đây là một thuyết âm mưu quá rõ rồi. Thì bây giờ mình cứ gửi đơn. Còn bây giờ ở đây bây giờ nói thì thôi bây giờ là một lần nữa là tôi xin chân thành cảm ơn
theo quý vị nhân cái ngày nhà báo Việt Nam, tôi xin chúc sức khỏe quý vị, phóng viên các cơ quan truyền thông và tất cả quý vị đang xem, sức khỏe, hạnh phúc, và cùng nhau để chúng ta chung tay để làm những điều tốt đẹp. Phan, bây giờ em hỏi luôn một câu nữa nè, cho em hỏi một câu. Bây giờ cái chuyện ông Võ Hoàng Yên, 4 tháng nay, gần 4 tháng nay em gào hét lên cho tất cả mọi người dừng lại để không bị lừa, thì nói em là không có tư cách để mà thay mặt 97 triệu dân này để nói tội ông Võ Hoàng Yên. Nhưng mà ai nói? Nói trên mạng. Trời, trên mạng mà em không, đi cãi. Không, giác tình nhân nó nói là 97 trời triệu dân này không cần em lên tiếng. Giác tình nhân như thằng tào lao mà em đi nghe nó. Không, thì em hỏi anh nè. Nghe nè, chừng nào cơ quan pháp luật trả lời với em, chừng nào á, đại diện pháp luật trả lời với em nói không có trên ý mạng. Em, ý em nói không là được nói đem cái chuyện ở trên mạng nói ở đây. Chửi em với anh Tan đã, em đã lập di bản xin lỗi đi rồi, đúng không? Chuyện đó bỏ đi. Nghe, chừng nào cơ quan mà em á, còn á, ví dụ như mình gửi cơ quan này. Em đang hỏi anh là em đúng hay sai mà mình sao thấy không em vừa vậy? Lòng á thì mình gửi lên cơ quan cao hơn. Ví dụ mình gửi vừa rồi thành phố, nhưng trời, thành em nói là anh nói, em hỏi là em làm đúng hay sai. Nó nói như vậy thì em đúng hay sai? Em muốn hỏi là em đúng hay sai? Mình đã gửi đơn là đúng rồi. Còn mình không, cái kiểu mà em lôi nó ra vậy là em đúng hay sai? Ngồi qua là đúng thì sao mình gửi ra? Là một mặt gửi cho cơ quan pháp luật là để cơ quan pháp luật là căn cứ vào các cái yếu tố pháp luật để là điều tra. Một mặt là nói trên cộng đồng để cho nhân dân không bị lừa. Đó, hai cái nó khác nhau nữa, hai cái nó khác nhau. Thì cái việc đó là nó tốt. Còn cái nào mình không vừa lòng không, hay là thì mình được quyền mà đi kiện đi cơ quan cao hơn. Còn đi lấy một cái thằng giác tỉnh nhân đâu ở trên mạng đi nói ở đây không phải là em cái cơ quan đúng hay sai. Em muốn hỏi là đúng hay sai? Nếu như mà em giống như em lôi ra vậy em đúng hay sai? Một tàu lao trên mạng, em dẹp cái vụ mạng. Không phải là tàu lao mà nó là một trong những người em đang kiện, sao gọi là tàu lao được anh? Thì kiện nó có cơ quan pháp luật nha. Còn nói chuyện cái nó nên là hôm nay. Còn ví dụ như cái việc đó người ta xử lý của cái cơ quan ở cấp tỉnh hay là thành phố mình không vừa lòng thì mình có thể đi kiện cấp cao hơn, không? Chứ còn không có không. Còn những cái chuyện mà nó YouTube rồi nó nói tàu lao ở trên mạng em hỏi thôi, anh nói mà anh không có hiểu. Có nghĩa là em đã gửi đơn đến công an, em chờ công an giải quyết, nhưng trong thời gian đó em lên mạng em nói cho mọi người biết là nó là thằng lừa đảo. Anh nghe em hỏi cái đã, bây giờ em hỏi luôn tất cả mọi người, vậy thì em đúng hay sai? Người ta nói em sai là vì em không có tư cách nói vậy, em muốn cái gì đợi công an. Mà nếu em đợi công an thì 4 tháng nay nó vẫn đi lừa, thì nói em không được phép làm như vậy. Em muốn biết là em đúng hay sai? Cả cộng đồng nói, hay là một vài người nói, nhiều người, một họ, số nhiều người nói, nhiều chuyện người đó nói. Họ nói là họ nói, còn mình đi kiện là chuyện của mình. Mình tin tưởng vào cơ quan pháp luật và thượng tôn pháp luật. Mình đang sống trong một cái đất nước đầy đủ các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Và trên đầu mình thượng tôn pháp luật và tin tưởng vào pháp luật. Tin vào pháp luật mình mới đi kiện, chứ còn không tin mà làm sao đi kiện. Thì phải tin. Còn khi cơ quan pháp luật đó xử lý mình không vừa lòng thì mình có thể đi kiện cơ quan cấp trên, cái cơ quan đó. Nên là thôi, chuyện đó là chuyện còn trên cộng đồng mạng. Thôi quên những cái vụ đó. Em cũng không muốn anh hứa hẹn gì đây hết đó. Nói chửi không, mình chuyện tan chuyện nát anh, hết nữa anh, em không đó, có muốn anh không có nói gì hết chuyện em không có muốn ai chửi mình chuyện, nữa hết đó. Chuyện đó của anh làm và không nói trước khi làm đó. Và không bao giờ từ đây cái gì mà tôi làm cho cộng đồng mà tôi nói trước hết. Và âm thầm để làm, để mà chia sẻ được cái gì chia sẻ. Tại vì con người khi mà nhắm mắt ra thì không ai đem theo được cái gì hết. Không ai đem, quả chăng chỉ đem theo được hai thứ thôi. Một phúc đức, hai là tội lỗi. Tội lỗi. Và tôi đến, và mọi người đến đây cũng không ai đem theo được cái gì. Và khi nhắm mắt ra đi cũng không đem theo được. Thì cố gắng chúng ta đem theo làm sao là những cái điều tốt đẹp nhất. Trước khi chúng ta ra đi để chúng ta không nối tiếc và không uống một cái kiếp làm người. Nó ngắn ngủi lắm, có mấy chục năm mà. Năm 70 năm, có từ 80 năm, người 90 năm, người vài chục năm. Có những em bé là không được cái cơ hội như chúng ta. Không có khi năm 10 tuổi, 15 tuổi đã ra đi rồi. Nên thôi bây giờ là cái chuyện vừa qua là nó đã xảy ra. Thì đến giờ này tốt đẹp lắm rồi. Và thôi bây giờ không nói gì nữa hết là đủ rồi. Còn cái chỗ nào mình không vừa lòng thì mình gửi tỉnh quyền, mình làm đơn gửi tới các cơ quan pháp luật của cấp cao để mình mong cầu một cái điều công bằng cho xã hội. Và mình tin mà mình thượng tôn pháp luật và tin tưởng pháp luật công bằng. Xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị
hôm nay là nhân ngày nhà báo, tôi xin một lần nữa chân thành cảm ơn. Thì sẵn đây thì cũng cảm ơn cái anh báo, anh cái anh làm báo Vũ Quang Viconai. Thật sự ra thì Phương Hằng tôi cũng thấy rất là an ủi khi mà anh lên anh phân tích như vậy. Rồi anh thay cho tôi nói những cái điều mà anh hiểu biết. Bởi vì bản thân tôi không phải là người hiểu biết về luật, cho nên nói gì nói chứ tôi cũng rất là ức. Tôi cũng cảm thấy là tôi bị ăn hiếp một cách là quá đáng. Cho nên là tôi cũng gửi lời cảm ơn đến anh. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Rồi cảm ơn anh Ngô Long cũng ít nhất là anh cũng dám nói thật. Cảm ơn tất cả những người mà làm báo, nhất là báo Tiền Phong hôm nay đưa tin. Rồi cảm ơn cái bên báo bên công an thành phố, phòng BA05, phòng BC02 đã có một cái công văn để gửi yêu cầu để mà làm rõ ra. Và tôi cũng nói luôn là tất cả những cái người mà đã một thời xúc phạm tôi nghiêm túc thì tôi cũng không có bỏ qua bất cứ một người nào hết. Tại vì cái trong cái đơn đó tôi chỉ nêu ra một số người và tôi tiếp tục tôi củng cố hồ sơ để mà tôi kiện tiếp. Thì bởi vì không có lý do gì mà chửi tôi vô cớ, nhất là bên Vô Thường. Rồi nhiều lắm quý vị ơi, nhiều cái kinh lắm, tôi không bao giờ bỏ qua. Rồi luôn cả Cùi Bắp Tiên Sinh. Bây giờ tôi chuyển qua một đầu mối, tôi trở về nơi tôi làm, chứ dứt khoát là tôi không bao giờ bỏ cuộc. Và nhất là cái chỗ mà phó tổng biên tập ông Hiển đã quan tâm tôi như thế nào, ảnh hưởng tới cuộc sống, tinh thần, sức khỏe và thương hiệu tôi như thế nào trong một cái thời gian rất là ngắn. Và tôi sẽ gửi ra tới lãnh đạo cao nhất để làm cho rõ ra động cơ nào mà khiến cho ông nhiệt tình cho tôi trên mức cần thiết và có những cái thuyết âm mưu, nghĩa là phải đưa tôi đi tù thì mới đúng bài bản. Thì quá tàn nhẫn với tôi, cho nên thú thật với quý vị là tôi không còn một chút cảm xúc nào mà muốn làm cái gì hết. Đại Nam hoạt động thì kêu tẩy chay, cái gì thì cũng chà đạp chùi dập chúng tôi hết. Cho nên tôi thật sự là đến giờ phút này tôi tuột hết cảm xúc rồi. Tôi chỉ còn cố gắng để từ từ lấy lại tất cảm xúc thôi. Chứ còn tôi sợ lắm rồi, tôi xuống tận cùng rồi. Thì tôi vẫn phải sống vui vẻ vì tôi còn các con của tôi nữa, cho nên tôi cố gắng. Chứ còn tôi cũng không thích làm phiền anh Dũng. Tôi đã nói rồi, tôi có sức chơi, tôi có sức chịu. Và đặc biệt là tôi không bao giờ muốn làm phiền anh Dũng. Thì hôm nay anh Dũng anh cũng lên để anh nói cái tiếng cảm ơn Trung tướng Tô Ân Sô đã lên tiếng giúp đỡ tôi trong một cái thời gian qua. Nếu quý vị nào hay là tôi đi thì sẽ hiểu được cái cảm giác mình bị dồn tới chân tường nó ra làm sao. Nó tê tái như thế nào khi mình là một con người sống rất lương thiện, muốn cống hiến. Rồi cho nên khi anh Dũng anh nói á, thì thật sự ra tôi không muốn anh nói. Bởi vì cái lời nói mình nói ra đó là bị chửi ghê lắm, chửi nghĩa là chửi thê thảm luôn. Chiến đấu nảy lửa chứ đâu phải là đơn giản đâu. Cho nên một mình tôi thường hay nói là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao đó. Anh Dũng bao giờ cũng cầu thị và rất là lúc nào anh Dũng cũng muốn tốt đẹp hết. Nhưng mà nó đánh thì không đánh vô anh Dũng đâu, đánh vô bản thân tôi. Nó muốn cho tôi thì bản thân tôi phải tự vệ, tôi có những cái lý lẽ riêng của tôi. Chứ làm gì dám đụng với anh Dũng, làm gì mà ăn hiếp anh Dũng. Chỉ có ăn hiếp người đàn bà như tôi thôi thì mới đủ gan đủ bạo thôi, chứ còn đối với anh Dũng thì không dễ đâu ha. Cho nên nói thật với quý vị, tôi cũng là một người phụ nữ, cũng chân yếu tay mềm, cũng có trái tim rất nhiều cảm xúc, cũng biết vui biết buồn biết hờn biết giận. Bỗng nhiên tôi bị ăn hiếp một cách quá trắng trợn, nó quá trơ trẽn, quá trân trá, mà thậm chí là quá tàn nhẫn nữa. Một cái thuyết âm mưu quá kinh khủng nữa. Thì hỏi quý vị xem tôi còn muốn gì nữa không quý vị. May mắn cho tôi là tôi vừa thoát chết, tôi vừa thoát qua một cái tai nạn, một cái gọi là một cái đại nạn trong cái cuộc đi tìm chân lý này. Chứ nếu không quý vị ơi, tôi phải vô tù thì mới hài lòng đó quý vị. Đó, cho nên cái kiểu gì tôi cũng đã thấy rất là rõ rồi. Cho nên tôi ngàn lần tôi cảm ơn ở bên công an, là riêng Trung tướng Tô Ân Sô đã lên nói rõ, rất rõ là tôi không có liên quan gì hết. Tôi không có biết gì công nghệ hết, tôi nói thật lòng. Mà một hai là nói tôi thuê IT, tôi kêu gọi fan, không có một bằng chứng nào hết. Quy chụp cho tôi đưa vô bộ luật này bộ luật kia để trừng trị nghiêm khắc tôi giống như là một tội phạm. Trong khi đó tôi là một nạn nhân đang đi tìm chân lý. Bất công. Cái đó là cái điều mà hôm nay là cái ngày nhà báo, thì tôi cũng phải nói là tôi gửi lời cảm ơn
cảm ơn, rất là cảm ơn đến anh, gọi là anh Vũ Quang. Phải nói là anh nói một cái tiếng nói cực kỳ mạnh, cực kỳ là bản lĩnh và cực kỳ là chính xác luôn. Đó, cho nên là gửi lời cảm ơn đến anh, chúc gia đình anh sức khỏe, sự bình an. Và cũng nhân ngày báo chí á, thì tôi cũng chúc cho tất cả những anh em làm báo chí có lương tâm, cũng phải biết nghĩ cho người dân, nghĩ cho những người hy sinh như chúng tôi. Như vậy là hạnh phúc rồi. Tôi chẳng có đòi hỏi gì, chẳng có mưu cầu gì, chẳng có một cái điều kiện nào cả. Bởi chúng tôi sống đến giờ phút này chẳng có cái mong cầu nào hết. Nhưng hãy sống đúng với lương tâm của mình để phục vụ cho công chúng, dùng cái ngòi bút của mình để làm lên cái điều vĩ đại cho dân, cho nước. Chứ đừng có dùng ngòi bút của mình để mà giết chết người khác mà không thương tiếc, không là vô cảm đến mà. Tôi sợ quá quý vị ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mà tôi chạm phải một con người mà có lẽ là muôn đời muôn kiếp tôi không bao giờ quên. Và tôi sẽ gặp lại họ không biết ở chỗ nào, nơi nào. Và chắc chắn một điều tôi hứa với quý vị là tôi làm tới nơi tới chốn. Vì chụp mũ tôi quá rõ rồi, quy chụp tôi kết tội tôi quá rõ rồi. VTV, VTV và bên bên một tờ báo mà đại diện cho chính quyền mà quất tôi như vậy thì phải nói quá tàn nhẫn. Nếu như không có Trung tướng Tô Ân Sô đứng ra mà nói rằng là không phải là liên quan tới tôi, mà thời gian kéo dài chút nữa thì tôi cũng chết. Không sống nổi đâu quý vị ơi, không thể sống nổi đâu. Đồng loạt các báo sẽ quất tôi chứ không phải là riêng hai tờ báo này không đâu. Tôi tin chắc điều đó luôn. Mới bắt bé lên thôi là dân tình người ta đã phản ứng rồi. Và đặc biệt là Trung tướng Tô Ân Sô đã lên tiếng ngay và luôn. Cho nên cái điều này là tôi hạnh phúc nhất. Cái điều này là tôi phải nói 1000 lần giống như là cứu mạng tôi. Cứu mạng tôi và chết đi sống lại đó quý vị. Nếu không tôi không biết cái thời gian tiếp tới mà không có cái lời mà cảnh tỉnh, không có cái lời mà lên tiếng để mà gỡ cái oan ức này cho tôi, thì cả tôi, cả Nhâm Hoàng Khang đều nằm trong tầm ngắm hết. Thì quý vị nghĩ thấy cái cuộc chơi này nó nghiệt ngã không đó. Cho nên tôi nói với quý vị là hôm nay tôi vui lắm, nhưng trong cái nỗi vui đó nó có cái nỗi hờn, có cái nỗi tủi thân, có cái nỗi mất mát. Cho nên khi mà tôi làm bất cứ chuyện gì á là tôi không phải dễ yên chứ.